Vâng, em test bộ Rebound C200X 300X gửi cho anh Chiến ở Thanh Hóa. Bác đã theo dõi kênh và đã chốt bộ này. Thì bộ này vừa về ngày hôm qua và em đã giới thiệu tối ngày hôm cũng tối ngày hôm qua luôn. Giá thì bộ này là 40 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Rất là mới nha, cực kỳ là xuất sắc. Em đã quay rồi, từ ruột cho đến bề ngoài. Và sau đây em hướng dẫn bác kết nối nha. Đây, nó có hai kim vẩy rất là đẹp nha các bác. Các bác thấy nút éo ánh luôn nha. Đây, em đang kém đường AUX thì chúng ta để đường AUX. Cái đây là để sợi treo trên giữa, đây không bật vào. Đây tắt đi, bật em đang để chế độ Comfort 1, này, Comfort 2. Các bác nào thích tiếng bass nhiều thì chúng ta chơi chế độ Lawnet Comfort 2 rất là mạnh. Còn nếu các bác nào thích không thích nghe lực Lawnet thì tắt đi. Đấy. Còn đây là chế độ Tone, bass chép. Đây. Bắt. Đấy. Rất là nhiều tính năng luôn nha các bác. Đấy, chép. Nó là chế độ vặn bi nha các bác. Đấy. Rồi, sau đây là bên phía sau. Sau là chúng ta kém đường AUX, đường tín hiệu vào và đường ra. Đây nó có hai đường ra, chúng ta kém đầu này ra và xuống cái bao, xuống cái đẩy nó có hai cái lỗ AV này, các bác kém vào nha. Còn trạm loa AB, đây, điện 100V nha. Rất là mạnh nha các bác. Là điều chỉnh chế độ kim nha. Rồi chiều nay hàng lên đường cho bác luôn nha. Rồi em chào tất cả các bác, em cũng làm video sơ sơ để hướng dẫn bác cách đấu nối vậy thôi. Đây, nếu chúng ta bật vào thì ta chỉnh được bass chép đây nha. Còn tắt thì không chỉnh được bass chép vậy thôi, rất đơn giản. Còn đây là cổng ba lăng, ba lăng trái phải. Đây, bấm cái này là ok, còn nhiều cái mấy cái kia khỏi bấm.